Cảm ơn bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Đây là audio tiếp theo trong chuỗi audio về những chủ đề chữa lành sâu và nâng cao tinh thần. Nội dung của những audio này dựa trên những gì tôi đúc kết được trong suốt những năm sống chung với các bệnh tâm lý và vượt qua những tổn thương. Audio này là dành cho tất cả mọi người, cho dù bạn có đang gặp phải bệnh tâm lý nào hay không. Chủ đề của audio này là về một sai lầm mà phần lớn mọi người hay mắc phải, khiến trầm cảm hay bất kỳ vấn đề tâm lý nào càng thêm trầm trọng. Đây là một nội dung tôi nghĩ cần phải được chia sẻ cùng nhiều người, vì nếu bạn đang bị trầm cảm hay bất kỳ một vấn đề tâm lý nào, khi bạn nhận thức được sai lầm này, bạn rút ngắn thời gian sống chung với trầm cảm và trở nên khỏe mạnh nhanh chóng hơn. Trong suốt thời gian qua, tôi có cơ hội được chia sẻ và lắng nghe câu chuyện từ rất nhiều người khác nhau, và phần lớn trong đó đều đang gặp khó khăn với một vấn đề tâm lý. Trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực hoặc ám ảnh cưỡng chế. Tôi đã nhận ra một điểm chung ở cách nhìn ở phần lớn mọi người trước những trở ngại tâm lý này. Và theo tôi đó là một cách nhìn không đúng với thực tế. Cách nhìn ấy là phần lớn mọi người đều tự gắn bản thân mình với trầm cảm và có suy nghĩ rằng mình sẽ bị trầm cảm cả đời, không thể vượt qua được. Cách nhìn này không chỉ với trầm cảm thôi, mà với những vấn đề tâm lý khác cũng bị nhìn theo hướng đó. Người bị rối loạn lo âu cho rằng mình bị rối loạn lo âu cả đời. Người bị rối loạn lưỡng cực hay ám ảnh cưỡng chế cũng cho rằng mình sẽ gắn bó với những trở ngại này mãi và không thể khỏi được. Thực tế thì việc một người có nhận định không đúng như thế về bệnh tâm lý là hoàn toàn dễ hiểu. Vì khi rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý nào đó, chúng ta rất dễ nghĩ mọi thứ theo hướng bi quan. Từ trải nghiệm của bản thân, chính tôi cũng nhận định không đúng như vậy trong một thời gian rất dài và tôi gắn bản thân mình với bệnh. Tự tôi trở thành chính những vấn đề tâm lý mà tôi đang có từ lúc nào không hay. Đúng vậy, nếu bạn cũng nhận định theo cách này thì bạn cũng đang gắn bản thân với bệnh. Tự bạn sẽ trở thành trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực hay ám ảnh cưỡng chế. Vì thế mà audio này được tạo ra với mục đích giúp bạn đảo ngược nhận định không đúng đó. Và đây là những lời khẳng định đảo ngược mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Đây là lúc mà bạn cần tập trung lắng nghe những lời này của tôi. Tôi sẽ chia sẻ cùng với bạn ngay bây giờ. Bạn không phải bệnh tâm lý mà bạn đang mắc phải. Bạn và trầm cảm hoàn toàn tách biệt nhau. Bạn là bạn, còn trầm cảm là trầm cảm. Trầm cảm chỉ xảy ra trong một giai đoạn của cuộc đời bạn mà thôi. Rồi nó sẽ qua đi và bạn hoàn toàn có khả năng trở về trạng thái ổn định, khỏe mạnh tinh thần trở lại. Vừa rồi là những lời khẳng định mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn để đảo ngược lại suy nghĩ không đúng kia. Và cũng như vậy, nếu bạn đang gặp phải bất kỳ vấn đề tâm lý nào khác, tôi mong muốn bạn cũng hãy tự nói với bản thân những điều tôi vừa nói cùng với bạn. Khi thật sự nhận thức được những điều này, bạn sẽ nhận ra những gì tôi vừa nói cùng bạn hợp lý và đúng với thực tế. Bạn sẽ không tự gắn bản thân với bất kỳ bệnh tâm lý nào. Bạn cũng sẽ nhận ra bệnh tâm lý chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian trong đời bạn. Bị một lần hay một vài lần không có nghĩa là sẽ bị mãi mãi hay bị cả đời. Rồi nó chắc chắn sẽ qua đi. Ngoài ra, tôi muốn chia sẻ cùng bạn một sự thật ở đây. Đó là bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình tự nhận định lại mọi thứ theo như những gì tôi vừa chia sẻ cùng bạn. Vì khi bạn đang bị xuống tinh thần, luôn trong trạng thái mệt mỏi, mất năng lượng, bạn sẽ rất khó nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan hay tin vào một kết quả tốt đẹp. Kể cả như vậy cũng không sao hết, bạn không cần phải tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, mà bạn chỉ cần luôn tự nhắc bản thân nghĩ theo những khẳng định mà tôi vừa chia sẻ cùng bạn. Vì khi bạn luôn nghĩ được như vậy trong một thời gian đủ dài, nhắc nhở bản thân liên tục, những suy nghĩ này có thể trở thành thói quen của bạn, thậm chí trở thành thực tại mới đối với bạn. Cho đến một lúc bạn thấy mình đã tiến rất xa trong hành trình vượt qua bệnh tâm lý từ lúc nào không hay. Vì vậy, để kết thúc audio này, tôi muốn nhắc lại những lời khẳng định trên cùng với bạn một lần nữa. Và tôi thật lòng tin rằng nếu bạn có đủ niềm tin, thì việc bạn vượt qua trầm cảm hay bất kỳ vấn đề tâm lý nào là hoàn toàn có thể. Đây là những lời khẳng định đó. Bạn không phải là bệnh tâm lý mà bạn đang mắc phải.
Bạn và trầm cảm hoàn toàn tách biệt nhau. Bạn là bạn, còn trầm cảm là trầm cảm. Trầm cảm chỉ xảy ra trong một giai đoạn của cuộc đời bạn mà thôi. Rồi nó sẽ qua đi, và bạn hoàn toàn có khả năng trở về trạng thái ổn định, khỏe mạnh tinh thần trở lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe audio này của tôi. Nếu bạn thích audio này thì hãy nhấn biểu tượng thích và đăng ký theo dõi tài khoản YouTube của tôi. Ngoài ra, tôi không chỉ hoạt động trên YouTube, tôi còn hoạt động trên Facebook. Và tôi có để liên kết dẫn đến trang fanpage Facebook của tôi ở bên dưới phần mô tả. Nếu bạn cũng đang sử dụng nền tảng này thì hãy theo dõi tôi trên kênh này nữa. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi gì về trầm cảm hay về một vấn đề tâm lý nào đó, như rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lưỡng cực, bạn có thể nhắn tin riêng cho tôi tại fanpage Vườn Ánh Sáng Uông Việt Hà hoặc gửi email về địa chỉ vườnanhsang.uongviethà@gmail.com. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã là một nguồn động lực để tôi tạo nên những nội dung này. Chúc các bạn một ngày tràn đầy ánh sáng.